Và tuần này tiếp tục sẽ có một câu chuyện được kể cho chúng ta nghe bởi một khách mời. Và nhìn từ trong ánh sáng mờ ảo của phim trường hiện nay thì bạn đó trong nhân diện của một bạn con trai các bạn nha. Chào em. Dạ, em chào chị. Em năm nay 28 tuổi, em đến từ Khánh Hòa. Hiện tại công việc của em là một diễn viên tự do. Dạ, bây giờ mình sẽ bắt đầu câu chuyện. Em thích là mình được kể trong một cái không gian với một cái ánh đèn nó tối vừa đủ như vậy. Hay là em muốn chị sẽ mở đèn sáng hơn để em được mọi người nhìn thấy nhiều hơn, và mình cũng kể cho mọi người nghe trong một cái ánh sáng khác. Em nghĩ là cái câu chuyện của em thì nó cũng, em cũng đã giấu kín rất là lâu rồi mà em cũng không muốn chia sẻ nó với ai. Thì em biết chị rất là nhiều trên những cái mạng truyền thông xã hội, thì em thấy là những cái tư duy cũng vấn đề chị chia sẻ về mặt tâm lý rất là hay, và em cảm thấy là muốn được một lần nào đó có thể gặp và nói chuyện với chị thì rất là may mắn ngày hôm nay em được gặp. Vậy mục tiêu của mình là tới đây gặp chị hay mục tiêu của mình tới đây kể chuyện nè? Kể chuyện và gặp chị và kể chuyện. Okay, để chị có thể chia sẻ giúp em, cũng như là có những cái lời khuyên về giúp em về cái mặt tâm lý của em nó sẽ rộng mở hơn, tại vì em hiện tại nó như một cái hộp đã đóng lại về mặt cảm xúc trong tình yêu vậy đó. Ok. Nếu như vậy thì bây giờ em có muốn bật đèn chị cũng sẽ cản. Bởi vì cái nguyên tắc đầu tiên của một cái cuộc tham vấn tâm lý đó là phải bảo mật thông tin cho thân chủ. Cho nên là bây giờ có muốn bật chị cũng không có cho đâu. Dạ cảm ơn. Câu chuyện đó nó diễn ra vào năm em khoảng bao nhiêu tuổi? Vào cái thời điểm mà em chuyển hướng qua học về nghệ thuật. Trước đó em là một con người hồn nhiên, rất là vui tươi, yêu đời, chả phải lo, phải nghĩ gì hết. Trước đó là những năm tháng phổ thông á hả? Phổ thông và một năm rưỡi học một cái trường đại học khác. Hầu như các bạn đều như vậy mà, tuổi niên thiếu. Dạ, đúng rồi, rất là vui vẻ, hồn nhiên, rất là vui tươi rồi. Tham gia nhiệt tình những cái phong trào của trường, của lớp, rồi chẳng sợ gì hết. Cho đến khi mà chuyển hướng qua cái trường nghệ thuật thì em vẫn thăng hoa với những gì mà mình yêu thích. Nhưng về mặt tình cảm thì lúc đó mình lại gặp những vấn đề mà liên tiếp nhau khiến mình cảm thấy mình bị tuyệt vọng và mình cảm thấy mình mất niềm tin vào tình yêu thật sự. Liên tiếp nhau? Dạ vâng. Có nghĩa là nó có thể không phải là một mối quan hệ mà là nhiều mối quan hệ. Nó liên tiếp nhau chứ. Nhiều mối tình liên tiếp. Vậy thì bây giờ em muốn chọn cái điểm nút nào? Thì khi mà em chuyển hướng qua nghệ thuật thì em có chơi với một nhóm bạn. Rất là nhiều những kỷ niệm vui của cái nhóm bạn đó. Mình cảm thấy là mình thật sự may mắn khi mình tìm được những cái người bạn mà vừa hợp tính, vừa cùng chung một đam mê. Trong nhóm bạn thì cũng có nhóm, có bạn nam, có bạn nữ. Thì nam nữ mà tiếp xúc thường xuyên với nhau thì cũng sẽ có những cái tình lửa cảm, đúng rồi, lửa rơm lâu ngày cũng cháy vậy hả? Mặt cháy này cháy dữ lắm chị ơi, cháy nhà luôn đó chị. Lúc đó thì em cũng có một tình cảm với một bạn, bạn thân của em thì cũng có tình cảm với một bạn. Hai cái bạn nữ đó thì lại ở chung nhà trọ với nhau. Thì tụi em thường qua nhà trọ đó nấu cơm, hùng nhau, sinh viên mà chị, người mấy chục gì đó để cùng nấu một bữa cơm ăn uống với nhau rất là vui. Nhưng mà sự cố bắt đầu xảy ra khi những cái người trong nhóm đó có bắt đầu có những tình cảm với nhau. Thì lúc đó em cũng có một cái tình cảm với một cái bạn nữ đó. Nhưng mà tụi em không nói với nhau là tôi yêu bạn, anh yêu em, mà chỉ là thể hiện bằng những cái cử chỉ ngầm hiểu, với nhau thôi. Chỉ cần những cái nắm tay, cái ôm eo hoặc là những cái cử chỉ thân mật thì đã ngầm hiểu với nhau là rồi. Và tụi em cũng không có công khai trong nhóm luôn. Bạn thân của em thì lại quen nhỏ bạn thân cùng phòng với bạn người yêu của em, thì nó hơi mối hệ, nó hơi xà nồi tới xíu. Chị hoàn toàn hiểu được, là có nghĩa là em thích cái bạn nữ A. Bạn nữ A thì lại ở chung phòng với bạn nữ B. Rồi. Bạn nữ B là bạn thân của em. Bạn nữ B đó là bạn thân của người yêu của em. Tức là bạn A và bạn B là hai bạn thân. Hai đứa thân này nó đang ở chung nhà với nhau. Đúng rồi, còn em với một thằng bạn thân nữa. Em với một thằng bạn thân của em là thích hai cái bạn này. Đúng có rồi. Nghĩa là một đôi trai thân thích một đôi gái thân. Đúng rồi. Thôi. Nhưng mà sau này em mới phát hiện ra là thằng bạn thân của em nó rất là trăng qua. Nó thả thính khắp nơi, dính đâu thì hốt đấy.
Và kể cả nó xong nó khiến cho cái con nhỏ bạn thân mà người yêu của em nó buồn. Một ngày thằng đó nó cũng nhắn tin với người yêu của em luôn. Nó cũng muốn thả thính luôn. Mà nó đâu có biết là em với nó thì đang có một mối quan hệ quen nhau đâu. Và lúc đó bạn gái của em mới tức quá, mới lên kế hoạch để chấp nhận cái lời yêu đương của cái bạn thân của em để trả thù. Em có được thông báo về điều đó dạ không? Không. Em phát hiện ra thân cảm giác của em lúc đó. Lúc đó em rất là, nói chung là em sôi máu luôn á chị, nói chung là trong người nó hừng hực kia đó. Thì em có gặp bạn gái của em hỏi là lý do tại sao lại làm như vậy. Thì bạn của em nói là muốn trả thù, muốn cho thằng kia một bài học để lòi cái mặt sở khanh của nó ra. Nhưng mà em không đồng ý cái vấn đề này. Chứ tại có tin luôn. Lúc này, bây giờ chị hỏi em, lúc đó em thật sự là em 50-50 á. Lúc đầu em cũng nghĩ là tin, nhưng mà không biết là thật sự có phải là bạn gái của em có tình cảm thật sự với bạn kia hay không. Thì cái điều đó em cũng chưa biết luôn. Bạn gái em nói như vậy và em không đồng ý với cái cách hành xử là phải đi trả thù một người như thế. Đúng rồi. Thì hai đứa thì đối thoại với nhau kiểu gì? Đối thoại với nhau hai bên cũng cãi vã rất là lớn tiếng. Trong một cái hành lang của cái trường học của tụi em. Thì bạn gái em mới thốt ra một câu là vậy anh và em là cái gì của nhau? Anh có bao giờ nói yêu em đâu. Anh và em là cái gì của nhau? Anh có bao giờ nói yêu em đâu. Lúc đó mình tỉnh liền. Mình tỉnh ngộ thiệt sự lúc đó. Mình cứ nghĩ là mình yêu nhau là mình thật sự mình có những cái cử chỉ cảm xúc của hai bên là mình hiểu rồi. Nhưng mà thật sự từ trước khi quen nhau tới bây giờ là mình vẫn chưa bao giờ nói một từ là tôi yêu bạn hay anh yêu em hay là chưa có một cái gì hết. Chị sẽ nói cho em nghe một cái bí mật này của những bạn nữ nè. Trong trường hợp những bạn nữ đó thích em và các bạn có một cái lời đề nghị với nhau là thôi bây giờ cứ yêu vậy thôi đừng công khai, các bạn nữ sẽ đồng ý ở giai đoạn đầu. Lý do là các bạn ấy không muốn làm quá lên để rồi vụt mất con mồi. Hiểu không? Đây là cái giai đoạn mà người ta phải thỏa hiệp với em để chi, để được tiếp tục yêu em, để giữ cái mối quan hệ này cái đã, để chắc chắn rằng là mình có yêu được cái người này cái đã. Nhưng mà với các bạn nam thì các bạn nghĩ rằng có nghĩa là đây là một cuộc tình không cần công khai. Và rõ ràng là ban đầu cổ có gật đầu và mình nghĩ rằng là như vậy đây là một sự cam kết. Nhưng không, đó là một chiến lược của cổ. Phụ nữ phức tạp hả? À không, phụ nào cũng phức tạp em ạ. Có rất nhiều bạn hiểu lầm. Có rất nhiều bạn phải hiểu rằng là nữ giới trong giai đoạn này là cái sự gật đầu không công khai nhe là để làm chi? Để cho cá cắn câu. Để cho mình định danh cái cuộc tình này cái đã. Để mình với cái người trong cuộc, tức là nội tình của mình nó ổn đã. Em hiểu không? Nhưng đến một ngày cái cảm giác cần được công khai là một cảm giác rất cháy bỏng của các bạn nữ. Nhưng mà tại sao bạn lại không nói trực tiếp với em là em anh ơi em muốn được công khai? Tại vì lỡ từ đầu người ta chốt kèo với em rồi, nói gì nói chứ có sĩ diện chứ em. Với lại vậy nè, thêm một lý do nữa để các bạn nữ sẽ không có nói với các bạn nam điều này. Bởi vì điều này phải thuộc về trách nhiệm của các bạn nam. Dĩ nhiên nhìn ở góc độ bình đẳng giới thì chúng ta sẽ thấy đây là một cái dạng nam tính độc hại. Sẽ là một cái chuyện mà nó hơi tiêu chuẩn kép của các bạn nữ, nhưng nó như vậy đó. Cái việc công khai hay không các bạn nam phải lên tiếng. Chứ người ta có sĩ diện con gái của người ta. Các bạn đã quá sơ suất trong chuyện này. Nó dẫn tới những cái sai lầm. Rồi sao nữa, rồi khi người ta gào lên như vậy trong hành lang của nhà trường rồi em tỉnh liền rồi em làm gì? Em tỉnh liền luôn, xong em cảm thấy mà lúc đó mình sĩ diện nha chị, đàn ông mình sĩ diện lắm, mình có đâu có chấp nhận được cái chuyện đó đâu chị. Đó. Em quay đi em một cái bật, em đi thẳng vô trong lớp luôn, không nói một câu gì cả. Xong mình về nhà mình suy nghĩ tại sao lại mình lại làm như vậy, tại sao mình không nói cái lời yêu cho người ta để cho người ta phải thốt lên cái câu đó. Nhưng mà vì sĩ diện của một người đàn ông nên em luôn thế. Xong rồi kết thúc một mối quan hệ lặng lặng. Ủa vậy là cái mối tình đó tới đó nó hết? Tới hết đó luôn. Và em cũng không, lúc đó là nhóm nó tan rã luôn. Đúng rồi, cái nhóm như vậy thì cũng không nên tiếp tục đâu. Cái nhóm bắt đầu rối rồi đó. Đúng rồi. Vậy thì bây giờ mình đánh giá một chút ở cái đoạn này đi. Em nghĩ cuộc tình em sâu nặng chưa? Lúc đó là em quen cũng tầm được một năm hơn rồi đó. Một năm hơn mà em không công khai. Dạ đúng rồi. Trời em ơi, chị nghĩ là mối quan hệ giữa hai đứa khoảng 1 tháng, 3 tháng thì cái việc mà không công khai đôi khi nó cũng còn dễ chấp nhận. Nhưng mà đến một năm thì sự bùng nổ của bạn gái đó nó đúng rồi. Cái tính của em thì khi mà trong tình yêu thì em rất là ít muốn được công khai. Chỉ muốn cái tình cảm là chỉ có hai người thôi. Mà khi nào thật sự mà chốt kèo chín mùi á thì em mới thật sự em công khai. Cái gì là chín mùi? Mà cái điểm mốc của một cái sự chín mùi trong tình cảm là cái mối quan hệ đó thật sự là có thể đồng hành với mình lâu dài, có thể tiến tới một mối quan hệ hôn nhân. Ai cũng nói vậy hết á, nhưng mà cái chất liệu để người ta hiểu rằng đây là mối quan hệ lâu dài nó là cái gì? Chị lấy ví dụ nha, là việc dẫn nhau về gặp gia đình.
Là cái việc có những cái sự chung đụng gì đó, là cái việc mà có những cái hoạt động cùng với nhau, là hùng hạp làm ăn, cái gì sẽ được coi là ừ đây là mối quan hệ có tín hiệu lâu dài, để rồi từ đó mình mới công khai người ta. Đối với em, nói chung là theo em thì cái người yêu của em thì phải phù hợp về cả tình tình yêu, cảm xúc lẫn trong cuộc sống luôn. Hiểu là trong cuộc sống về nghề nghiệp của em, nó làm nghệ thuật nên nó cũng có nhiều cái rất là khó nói, thì cũng phải hiểu cho nhau rồi cùng nhau phát triển. Còn lúc đầu thì em chỉ để ở mức độ là mình quen để mình tìm hiểu thật sự những người này có thật hợp với mình hay không, nên em ít thích công khai với mọi người, hoặc là thân lắm thì sẽ biết. Mà điều đó vô tình làm cho đối phương người ta cảm thấy người ta không có được an toàn trong mối quan hệ với em. Thế thì mất bao nhiêu lâu để mà mình tạm lắng lòng mình xuống với cái cuộc tình đó? Lúc đó mình em trẻ thì cũng chỉ tầm mới có 21 tuổi, 20, 21 thôi, nhưng tầm một vài tháng sau là em cũng đã có một cái mối quan hệ mới rồi. Thì lúc này em cũng quen một bạn cũng làm nghệ thuật luôn. Bạn này vừa là diễn viên vừa là người mẫu, bạn rất là đẹp, cao. Thì em bắt đầu bị cảm nắng thằng này, thì bắt đầu cũng có tìm hiểu qua lại với nhau, nhưng mà cũng không công khai luôn nha. Chỉ có riêng tư với nhau thôi. Thì một quen cũng tầm một thời gian, em cũng giúp đỡ bạn đó rất là nhiều. Em mới phát hiện ra là bạn đó thật sự không có yêu em thật lòng mà đang... Vì sao phát hiện ra? Qua những tin nhắn em vô tình đọc được. Bạn đó nhắn cho một người khác? Và người khác nhắn cho bạn đó. Điều gì nó đã xuất hiện trong cái tin nhắn đó? Em không nhớ rõ cái tin nhắn đó là gì, nhưng mà lúc em vô em xem và em hơi xâm phạm quyền riêng tư một chút xíu. Thì lúc đó thì em phát hiện ra là bạn đó đang quen với lại một người khác lớn tuổi hơn, mà bạn đó thường xuyên bị vợ của người đó khủng bố và đòi vạch mặt công khai ra cho nguyên cái nơi ở đó biết. Em đọc tin nhắn xong rồi em... Tin đó là cái tin mà bạn đó nhắn với người vợ. Tin nhắn của bạn đó nhắn với là cái người đó. Và kể cả những cái tin nhắn mà người ta gửi tới cho bạn. Nhưng mà khi lúc đầu thì bạn đó cũng có chia sẻ với em là có người nào đó nặc danh đang chửi bới xúc phạm bạn. Thì em cũng tưởng là thật, thì em cũng có chia sẻ và em giúp đỡ bạn đó rất là nhiều để làm sao để giải quyết cái vấn đề đó. Nhưng mà thực ra em phát hiện là đó là thật. Quen nhau bao nhiêu lâu thì em mới biết được cái chuyện đó? Thì cũng gần một năm. Với lại một phần lúc đó em cũng còn là sinh viên á, nên mình cũng không có đủ điều kiện để mình chăm sóc, mình lo lắng cho bạn đó nhiều. Thì mình cũng nghĩ là trách nhiệm của mình thì mình phải cố gắng phấn đấu hơn mỗi ngày. Thì mình cũng không có nghĩ nhiều về vấn đề là... Lúc đó còn trẻ để phải nghĩ hơi nhiều hơn. Đúng rồi. Thì sau khi em phát hiện ra tin nhắn đó xong thì... Thì em làm sao với cô? Thì em tự động rút lui, em không muốn làm tổn thương người ta. Em không nói, không cô biết luôn. Vâng. Vậy thì cái sự rời đi của em nó được diễn ra như thế nào? Em hạn chế nhắn tin lại. Bạn nó có thắc mắc không? Có những lần cãi vã vì những cái chuyện mà lặt vặt. Từ cái chuyện cãi vã đó xong rồi mình tự động mình rút luôn. Thì lúc đó cô cũng còn trẻ mà, nói chung là cũng chắc cô không yêu thật lòng mình, nên cô cũng chẳng quan tâm là lý do tại sao hay là... Cậu không thấy được tương lai trong mối quan hệ của hai đứa. Có lẽ là vậy. Tại vì họ lúc đó cái tham vọng của cái bạn đó nó cao hơn. Điều này có nghĩa là cả hai cuộc tình của em, người ngoài gần như là không biết. Mà chính vì người ngoài không biết cho nên những cái cơn gió ngược từ bên ngoài nó thổi vô là gần như không có. Tức là mình không có cần phải đối diện với cái sự tra hỏi, cái sự phản đối, cái sự dèm pha nào của người ngoài hết. Tại vì có ai biết mình yêu nhau đâu. Vậy thì mọi cái vấn đề nảy sinh nó là nội tình hết. Nó là mối quan hệ giữa hai bên mà nó ra. Thế thì sau đó nữa thì sao, khi mà mình rời khỏi cái cuộc tình thứ hai? Sau đó rồi thì em bắt đầu em cảm giác em mất niềm tin vào tình yêu. Là bao nhiêu tuổi? Lúc đó là cũng tầm lớn hơn một vài năm nữa, là chắc tầm 23, 24 tuổi. Trời đất ơi, chàng trai 24 tuổi cảm thấy tuyệt vọng vào tình yêu. Trong khi cuộc đời trung bình là 70 năm. Trời ơi em ơi, còn mấy chục năm nữa lận rồi mình đối diện với nhân tình thế thái kiểu gì? Rồi đây em, lúc đó em không quan tâm đến tình yêu nữa luôn. Rồi em làm gì? Em thời gian một ngày của em bắt đầu em tập trung. Em chỉ tập trung vào công việc và việc học. Suốt ngày đâm đầu rồi học rồi đi làm, chỉ vậy thôi. Nhưng mà cái trải nghiệm sống đó nó có làm cho em cảm thấy vui không? Nói vui hẳn thì nó sẽ không đâu chị. Đôi lúc mình nhìn thấy những cái người bạn của mình có những cái tình yêu đẹp, hoặc là những cái cử chỉ quan tâm của những người xung quanh, mình cũng cảm thấy mình buồn, mình chạnh lòng chứ chị. Tức là bên trong của mình vẫn khát khao có một mối quan hệ. Đúng rồi, có một cái tình yêu đẹp. Và có em một rất tình yêu đẹp. Ngưỡng mộ những cái người mà yêu nhau từ mối tình đầu mà
cưới nhau và hạnh phúc tới bây giờ em. Trời, sao em lại ngưỡng mộ trong khi những cái người đó nó đang ngồi tiếc gần chết là trên đời chỉ được yêu đúng một đứa rồi cưới luôn. Em thấy em có những người bạn như vậy đó chị, và họ rất là hạnh phúc và đó họ không là tiếc. Em thấy chết em còn non quá nhưng mà em thấy chị họ không rất có là muốn đẹp. Làm cho em khủng hoảng niềm tin về tình yêu, nhưng đôi khi á, cái định nghĩa của em về một mối tình đẹp, cái sự cực đoan của em rằng là em phải bắt gặp được một cái cuộc tình như vậy đó của những người mà em đã thấy, vô tình nó dựng lên những cái rào cản mà em không bước ra được. Em tự nhốt mình trong cái lòng đó, trong cái lòng của cái sự cực đoan á, là em đòi hỏi là mình phải gặp được cái cô như vậy nè, mình phải gặp được một chuyện tình như vậy nè, thì mình mới bắt đầu bước vô cái chuyện tình đó. Nhưng mà em muốn có cái chuyện tình đó em phải bước vô trước, rồi em mới bắt đầu xây. Em xây rồi nó mới có. Còn bây giờ em đi theo một cái quy trình ngược lại, là em đòi có rồi em mới yêu, thì nó không có. Dạ, thì em nghĩ chứ người ta cũng trải qua rất là nhiều sóng gió thì nó mới... Mà em nghĩ được tới như vậy rồi mắc gì vẫn sợ yêu. Thực ra em sợ cái gì? Thứ nhất là về điều kiện. Em nghĩ là tới thời điểm này, sau cái mối tình mà em phát hiện ra người đàn ông của em người ta cần tiền hơn hơn là một tình yêu thật sự, thì lúc đó em nghĩ là mình phải thật sự là mình tập trung cho công việc của mình. Phải có tiền. Đúng rồi. Ám ảnh về tiềm lực kinh tế. Đúng rồi. Và kể cả tới bây giờ luôn. Em tự vẫn ám thị trong đầu mình phải có tiền mình mới có thể có một gia đình hạnh phúc, với lại có con. Thì mình em không muốn con cái của mình sau này sinh ra mà sống trong một cái điều kiện thiếu thốn. Thì em cũng bị cái vấn đề đó nó áp lực mình, nên em cũng chưa thật sự có mình một mối quan hệ về nào. Tiền bạc. Đúng rồi. Còn sự ám ảnh nào nữa trong hai mối tình vừa qua đã để lại cho mình? Em sợ cái gì khi em bắt đầu yêu? Em sợ phản bội. Cái này là nỗi sợ chung á. Mình sợ đến mức nào? Tức là em sợ đến mức em có cảm giác là không ai thật lòng với mình hết. Em không mở lòng ra. Nhưng sau đó lại có rất là nhiều người tỏ tình với em nha. Nhưng mà em say no. Em say no là vì lúc đó em sợ hay là thực ra mình không có cảm xúc với người ta? Cảm xúc thì một phần thôi chị, mình sợ là chủ yếu. Mình sợ là mình lại tiếp tục như vậy. Một khi mà em yêu vô là em bị đâm đầu vô, nên có sợ bị ảnh hưởng tới công việc á. Nên nó nhiều thứ lắm, chi phối lắm. Thực ra không phải đợi đến khi em yêu đâu. Bây giờ em đang không yêu, em vẫn đang cực đoan mà. Em lại bị căng thẳng bởi một cái thứ khác thôi. Có những cái cuộc tình mà người ta đi qua nó thì người ta nhận được trái ngọt, người ta nhận được những cái trải nghiệm vui vẻ. Nhưng cũng có những cuộc tình mà người ta nhận được sự tổn thương. Và cũng có những cuộc tình mà khi người ta bước ra khỏi nó xong thì người ta lại có thêm cho mình những cái nỗi sợ hãi. Em thuộc nhóm này. Em thuộc nhóm bị một số những cái ám ảnh, mà nó có thể là mang tính ám ảnh cưỡng chế luôn, rồi để rồi mình gần như là tuyệt giao với các mối quan hệ. Rồi từ đó em tự nhận định cái tình trạng của em là em bị trơ cảm xúc. Em không hiểu lý do vì sao mà sau những cái chuyện tình đó thì em cũng có tìm hiểu một vài mối quan hệ. Nhưng mà nó cũng không đến đâu, nó ngắn ngủi lắm. Cái tâm lý của em không biết là nó có được bình thường như người ta hay không. Nhiều khi em cảm giác là tâm lý em không được bình thường như người khác, đặc biệt là trong chuyện tình cảm. Em hoàn toàn em không có cảm xúc nữa. Sau những cái lần đó thì em chưa có những cái cảm xúc mà thật sự giống như hồi xưa là rung động, rồi thao thức, rồi trăn trở vậy đó. Bây giờ nó bình nó thường không, có. Không còn có sự rung động đó nữa. Em có bình thường không hả? Em bình thường trong cái đòi hỏi bất thường của em. Đó, kết luận ngắn gọn thì nó là như vậy. Vì sao bình thường? Là bởi vì em đã có những cái đòi hỏi theo kiểu là phải là một tình yêu đẹp em mới yêu, phải là một cái người chân thành và người ta làm cho em cảm thấy an toàn em mới yêu. Đó là những đòi hỏi rất bất thường. Tại vì cái người đó không có. Tại sao người ta nói là tình yêu á, nó là một bể khổ. Con đường tình là một con đường coi như là đường thương đau đầy ải nhân gian đó. Là bởi vì người ta phải gặp những cái điều không hài lòng như vậy với đối phương. Và cái hành trình yêu đúng nghĩa là cái hành trình mà người ta cảm nghiệm bản thân mình là bây giờ mình có chấp nhận cái sự méo mó này không. Nếu như người ta chấp nhận, thì yêu, yêu tiếp. Còn khi người ta không chấp nhận thì người ta cũng đồng thời nhận ra, ô vậy là cái nết của mình là mình không có phải thích những cái thứ như vậy. Thì người ta lại đi tìm một cái đối phương mới. Em thì không như vậy. Em có những đòi hỏi bất thường, tức là diễn biến tâm lý của em thì bình thường nhưng đòi hỏi của em là bất thường. Có thời điểm em còn nói là chắc là em sẽ không cưới ai và em chỉ cũng có con. Rồi em, rồi ai đẻ con cho em? Đòi hỏi bất thường đó. Chúng ta phủ nhận cái vai trò của đối phương ở đây. Các bạn nói không, em nuôi con được, em giàu có, em đủ kinh tế.
Nhưng ai là người tạo ra đứa trẻ cùng với bạn? Bạn phải định danh nó chứ. Cho nên mình không có phủ nhận được một nửa còn lại đâu. Cho nên là ở đây chị nghĩ rằng vấn đề lớn nhất của em là mình có thể phải định nghĩa lại cái đòi hỏi của mình. Tâm lý em thì không có bất thường, nhưng mà cái đòi hỏi của mình về những cái kết quả có sẵn thì nó bất thường. Có một số trường hợp là nhiều khi em cảm giác là em không biết là mục đích sống cuộc đời của em là gì. Vậy thì em nên đi tìm mục đích của em, chứ em không nên tạo ra thêm một đứa nhỏ. Rồi đứa nhỏ đó lại lớn lên và họ tự hỏi là mục tiêu ra đời của mình là gì. Tại vì nó là nó mà em lại. Các bạn chỉ có thể đủ tiền nuôi một đứa nhỏ, chứ các bạn không sống thay cho đứa nhỏ được. Các bạn có thể yêu thương đứa nhỏ hết lòng, nhưng đứa nhỏ cảm nhận tình yêu như thế nào là nó cảm nhận, chứ mình không có cảm nhận. Đừng giải quyết vấn đề của chúng ta bằng cách tạo ra thêm một đứa trẻ. Nếu như cái vấn đề của bạn nó không nằm ở trên cái việc là khát khao được làm cha mẹ đúng nghĩa, có nghĩa là được muốn trưởng thành cùng với một đứa nhỏ, cùng với một đứa nhỏ xây đắp một cái tương lai, hướng dẫn nó xây đắp một tương lai. Không, cái điều đó thì có trong em chứ không phải là không. Nhưng thỏa đáng chưa? Nó thực sự là mục tiêu chính chưa? Hay nó lại tiếp tục là một công cụ để mình chuyển hướng cái nỗi sợ hãi của mình, thay vì mình đi xốc vác lại đời mình thì mình lại đi tạo ra thêm một đứa nhỏ? Không, nó là mục tiêu của em luôn á chị. Đó là mình tính, chứ trường hợp là mình không có một không thể yêu ai nha. Thì mình có thể như vậy. Nếu mà mình có thể mình yêu được một người đó, có thể có một gia đình hạnh phúc, đó là một cái động lực để mình cố gắng, mình sống mỗi ngày, để mình làm việc, để mình tạo ra những cái của cải vật chất để mình có thể lo cho tương lai, cho cuộc sống. Mình còn quá trẻ để có thể kết luận rằng là mình nên chọn cách nào, đúng không? Chị vẫn hy vọng rằng là em sẽ đến với cái vị trí làm cha trong tương lai một cách thật sự chín chắn và bình thường. Bây giờ cuối câu chuyện này nè, bây giờ muốn bật đèn không? Dạ, em nghĩ là không. Vẫn không muốn bật đèn. Thế thì ngoài cái việc được gặp chị thì chắc chắn là sẽ có gặp khán giả rồi, khán giả đang theo dõi chương trình. Thì nếu như muốn được nói một điều gì đó từ cái trải nghiệm đó của mình thì em sẽ chia sẻ cái gì với khán giả từ câu chuyện của em, từ trải nghiệm của em? Em nghĩ là mọi người hãy mạnh mẽ hơn là em, dám đương đầu, dám sống một cách kiên cường hơn em trong tình yêu, dám đau khổ, dám hạnh phúc, nói chung là trải qua những cái cảm xúc đó thật sự một cách bình thường để không phải sợ như em nữa. Chị cũng hy vọng là em sẽ được mạnh mẽ đúng như ý em muốn, sẽ dám đối diện nhiều hơn, đỡ cực đoan hơn. Đó là những gì mà chị mong muốn là em sẽ có trong tương lai. Và với câu chuyện ngày hôm nay thì rõ ràng là chúng ta thấy rằng có rất nhiều gạch đầu dòng mà chúng ta cần lưu ý. Cái sự định danh, cái sự công khai về nhau trong một mối quan hệ thực tế nó đòi hỏi cái sự tinh tế được nhận ra từ những người trong cuộc, để không có làm cho người còn lại cảm thấy lo âu. Và từ cái sự lo âu đó, đôi khi người ta có những cái quyết định nó lại sai lầm. Cái thứ hai đó là hãy đòi hỏi về một cái kết quả trong cái trường hợp là bạn sẽ là người tạo ra kết quả đó, chứ không phải là một kết quả có sẵn. Bởi vì điều này trong thực tế, đặc biệt là chuyện tình cảm, nó không có. Tình cảm phải đi xây mà, đường không đi mọc đầy cỏ dại, người không qua lại thì thành người dân. Vậy thì đã vốn chưa bao giờ qua lại với nhau thì làm gì có một chuyện tình đẹp để mà mình thụ hưởng. Cảm ơn em rất nhiều với câu chuyện mang đến cho mọi người trong tuần này. Hiện tại quê là mình ở Vĩnh Long, còn hiện tại là mình đang buôn bán ở Trà Vinh hả chị? Dạ đúng rồi, chợ Càng Long, Trà Vinh. Chợ Càng Long, Trà Vinh. Rồi, thì chị bán sỉ hay bán lẻ chị? Bán lẻ. Rồi, điểm mạnh, điểm yếu mình là gì? Mình đang ở Trà Vinh với ai? Ở với mẹ. Rồi mình chủ động mình nói đi chị. À, tụi em không có hỏi tiếp tục ha. Mình chị chia sẻ tự chủ động để giúp em ha. Điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì chị ơi? Điểm yếu là gì? Hơi bị run trước đám đông. Yếu là hơi bị run trước đám đông. Còn điểm mạnh? Điểm mạnh thì không biết điểm mạnh. Điểm mạnh thì ví dụ như ca hát, nhảy múa, có cái tài lẻ gì không, hay là nấu ăn được không, hay là yêu trẻ con, yêu động vật, cái gì đó, những cái điểm mạnh, những cái thế mạnh của mình. Nấu ăn thì biết nấu, nhưng mà nêm nếm không được ngon, thích trẻ con. Rồi hát hò gì được không chị? Dạ không. Trời ơi, gái miền Tây là phải biết hát chứ. Gái miền Tây thì cũng có nhiều người chứ, đâu phải nhà cũng biết hát. Rồi không hay biết hát thì lên trên chương trình thì làm gì tặng bạn nam trên sân khấu đây?
bạn nam khác tặng mình làm gì tặng bạn? Múa phụ quả. Múa phụ quả hả? Rồi ừ, do lên trên múa phụ quả luôn. Rồi tình trường của chị như thế nào rồi? À, tình trường là mình có gia đình nhưng mà thôi cách nay là 13 năm chưa có con. Thì cũng trải qua cũng không hay. Hả? Rồi chị mà lý do vì sao mình đổ vỡ, chị mình ở bao nhiêu năm mà mình đổ vỡ cuộc hôn nhân này? Mới có 3 tháng rồi, tại vì vô làm mai á thì không hiểu nhau á thì thôi. Rồi sau đó thì chị có tìm hiểu ai không? Thì cũng có tìm hiểu một hai người nhưng mà không đi tới đâu. Lý do gì mình sao mình tìm hiểu một hai người đó thì mình tìm hiểu bao lâu mà không đi tới đâu vậy chị? Nếu như cũng vài tháng cũng như không hiểu thì không hợp nhau vậy á. Với thời gian cũng chắc thời gian công chuyện công việc á. Rồi thì em lên chương trình này em kiếm bạn nam là từ tuổi là từ 36 cho đến 45. 36 đến 45. Ví dụ như người ta cũng lỡ dở hôn nhân, ta đang nuôi con thì ok không? Dạ được chứ. Cái đó thì em cũng quan trọng. Chứ quan trọng hai người hợp nhau thôi. Rồi khi mà chương trình tìm được người cho chị thì chị có lên Sài Gòn để tham gia chương trình được không? Dạ được chứ. Rồi cái anh đó thì chị muốn là anh đó quê quán ở đâu? Ví dụ như anh đó anh đang ở trên Sài Gòn, chị có thể lên sinh sống với ảnh và buôn bán với ảnh được không? À dạ được chứ. Dễ ta. Cái đó thì cũng dễ mà. Rồi về ngoại hình thì chị thích một bộ mẫu người đàn ông như thế nào? Nói chung là cũng không quyết định, nói chung là biết nấu ăn, trung thủy thì trưởng thành á, dạng như trưởng thành thì giúp vợ con vậy đó. Nói chung phụ giúp vợ con. Ngoại hình thì nói chung là nói về nhan sắc á thì nói nhìn thì cũng được, hoặc là không đẹp nhưng mà có gì thì cũng được. Rồi nhưng mà bây giờ nha, ngoại hình nhìn cũng được, nhìn cái gì cũng được, kể em nghe coi. Thì nha thì như mặt nhìn cũng được, chứ nhìn nếu mà không đẹp mà có duyên thì cũng được. Mình mô tả ngoại hình là gương của em là gương mặt nha. Gương mặt đúng không? Ngoại hình mập mạp. Rồi cao mắt 1m7 là được. Chị cao mét mấy mà chị đòi chị cao 1m7? 1m58. 1m58 thì ta 1m65 được rồi. Từ 36 đến 45 tuổi. Đợi này mới vui nè. Dạ cao được 1m7 đó, mày nói thật luôn á. Thì chỉ là vậy thôi, nhưng mà nếu mà gặp thì nếu mà thấy ưng ý là chiều cao nhan sắc là không quan trọng nữa. Rồi quê quán thì không trọng ở đâu luôn đúng không? Quê quán thì nếu mà ở trong miền Tây luôn được, mấy tỉnh miền Tây luôn được cũng được. Còn Sài Gòn đổ nhưng quê quán là từ Đà Lạt đổ vào á. Từ đâu? Đà Lạt trở vào. Đà Lạt trở vào. Ok. Từ Đà Lạt. Đà Lạt hay Đà Nẵng? Đà Lạt. Rồi Đà Lạt về miền Tây rồi. Còn cái gì nữa không? Chị cần nhu cầu gì nữa không? Dạ. Dạ chưa nghĩ ra. Chưa nghĩ ra nữa hả? Rồi vậy suy nghĩ đi ha. Rồi. Dạ rồi. Ha. Rồi buổi casting ngày hôm nay đến đây kết thúc mà chị ha. Có gì thì chương trình sẽ liên hệ lại. Dạ giờ chị tắt cuộc gọi rồi giúp em nha. Thấm lúc đỏ á. Rồi cảm ơn chị. Hiểu về bản thân mình trước này, tên tuổi, mình sinh năm bao nhiêu, hiện tại nghề nghiệp hiện tại của mình là gì. Tôi mời bạn. Là em luôn á chị, cho em thấy cũng có 4 người tham gia. Dạ chị ơi, bây giờ mình chủ động mình giới thiệu bản thân với bên em nha. Là mình tên gì, sinh năm bao nhiêu, công việc gì vậy đó chị. Mình cứ chủ động nói nó tiếp với bên em nha. Dạ rồi, cảm ơn ạ. Dạ
Xin chào mọi người, mình tên là đầy đủ là Phan Hải Em, sinh năm 97, hiện đang sống ở Mỹ Tho, Tiền Giang. Nghề nghiệp của mình là kinh doanh tự do. Kinh doanh tự do cụ thể là mảng nào? Dạ em làm bên hai lĩnh vực, một là đồ handmade, những sản xuất những cái phụ kiện như đồ buộc tóc với lại bông tai. Còn cái thứ hai là em đang hỗ trợ gia đình là bạc buôn bán trái cây đó chị. Hiện tại là bạn đang ở Tiền Giang với gia đình luôn ạ? Bơi bơi mặc gì mày? Dạ đúng rồi chị. Rồi chia sẻ một chút về cái ưu nhược điểm của bản thân đi, mình có điểm mạnh điểm yếu như thế nào? Điểm mạnh của em là khí tốt, với lại em từng là MC với lại là dẫn các chương trình của đoàn viên của trường đại học á chị, và có kinh nghiệm rất nhiều trong lĩnh vực kinh doanh. Điểm yếu của em là rất là kiểu như là khi mà dễ mau chán á chị. Mau chán là sao? Rồi MC là phải chủ động nói được nha, không để tập hỏi nha, tự nói với bản thân này. Lâu quá không có thực hành. Thì mau chán ở đây có thể nói như thế này là, như là em thì thích, chính vì sự thích nghi tốt cho nên là lúc nào em cũng muốn có một cái môi trường nó năng động, nó náo nhiệt hết. Nếu như mà cái môi trường cộng đồng đó nó cứ êm hoặc là nó không có cái sự thay đổi gì đó trong một ngày á, thì về lâu về dài em không có hứng thú với lại cái môi trường đó nữa. Cái thứ hai là cái nhiệt huyết của em sẽ giảm dần theo thời gian nếu như không có sự thay đổi, có cái thử thách gì đó. Mau chán thì nên là xinh xắn rồi là cũng hoạt ngôn rồi công việc cũng ok, nhưng mà không có người yêu là do mau chán à? Không có người yêu là do cái môi trường của em là gặp các bạn khách hàng của em là qua online. Cái thứ hai là do hoạt động chính của em là ở chợ truyền thống á, cho nên là những cái đối tượng mà em đã từng gặp gỡ và trao đổi thì thường là họ là những người buôn bán kinh doanh. Nhưng mà cái mà em đang hướng tới là một cái hình thức kinh doanh nó hiện đại hơn, và những cái người đó thì khi mà em trao đổi trực tiếp với họ thì họ lại phản bác rất là mạnh, bởi vì họ không có nhìn thấy được cái tiềm năng của online. Do xuất thân của em là em mới về quê khoảng 2 năm nay thôi, thì em cũng tìm hiểu và hẹn hò nhưng mà vẫn chưa tìm được người có chung chí hướng với mình. Bạn độc thân được bao lâu rồi, kể về cái tình trường của mình được đâu? Hiện tại là em có mối tình chính thức thì 3 mối tình. Thứ nhất là lúc còn sinh viên đại học, cái thứ hai là sau khi tốt nghiệp thì em có quen một bạn để mà hợp tác kinh doanh, nhưng mà vì lý do là mong muốn kết hôn sớm của bạn đó cho nên là em không thể nào đáp ứng được. Em thì cũng muốn đi chơi nhiều hơn. Mối tình thứ ba là xuất phát ở quê nhà của em, nhưng mà hiện tại là chia tay bởi vì lý do rất đơn giản là do không có phù hợp về cái quan điểm sống á. Và hiện tại là em cũng đang mong muốn là tìm một người có những cái quan điểm sống giống mình, sở thích cũng không cần phải giống nhau, nhưng mà quan trọng là quan điểm sống với lại cái hình thức hoạt động là tự do kinh tế gì, chứ không có phải là đi làm hoặc là không có kiểu như là không có chú trọng, không có quan tâm, không có tôn trọng cái việc tự kinh doanh của em. Cùng quan điểm sống là sao, cái này nó rõ hơn thế nào? Cùng quan điểm sống có thể là thế giới quan của họ, chẳng hạn như là đối với họ thì gia đình là như thế nào. Chẳng hạn như đối với em, gia đình là một cái tập thể lúc nào cũng ở gần nhau. Em không có thích việc yêu xa. Cái thứ hai là quan điểm với em là về vấn đề về tiền bạc, mình rất là thích tiền, mình rất thích tiền, nhưng không phải là mình cứ cuộc sống của mình cứ quay quanh tiền. Chẳng hạn như là mình có thể dành một ngày ra 12 tiếng để kiếm tiền, nhưng mà còn 4 tiếng hoặc là 6 tiếng còn lại là mình dành cho bạn bè hoặc là người yêu gì đó, chứ không phải là lúc nào cũng mình cũng xem quanh tới chuyện đó. Gia đình ở gần nhau nghĩa là ví dụ bây giờ mà gặp được người phù hợp là bạn đó về ở gì? Dạ đúng rồi, mong muốn gia đình em là muốn ở rể, tại vì hiện tại là gia đình em cũng có một chút gì đó gọi là của dư của ở. Là sao, giải thích rõ cho mình được này, có nghĩa là gia đình bạn hiện tại là có mấy người, mấy anh chị em, rồi sao mình lại cần phải ở gì? Xuất phát ở rể đây có không phải là gì, nhưng mà kiểu như là muốn có một người yêu ở gần mình á. Thứ nhất là em không muốn yêu xa. Là bạn nam đấy phải ở Tiền Giang, các tỉnh lân cận thì sao?
lân cận thì cũng có sắp xếp nhất một tuần cho mình gặp nhau khoảng 2-3 lần gì đó, không cần phải nhiều, không cần phải nhiều nhưng mà phải sắp xếp được, tại vì em là một người thích cái sự tương tác. Tôi nghe đây này, như thế nào này, ví dụ mà bạn nam rất là hợp với mình nhưng mà bạn nam nhà có mỗi hai mẹ con thôi chẳng hạn, thì người ta cũng muốn là mình làm dâu chứ, thì mình có ok được này không? Chính để đó là sẽ sắp xếp sao, tại vì theo em nghĩ á, ở rể hay không ở rể quan trọng là nếu như mà bạn đó có thể sắp xếp được, cân bằng được, chẳng hạn như là vấn đề ở rể là do gia đình em thích em ở gần, có thể tiện chăm sóc đôi bên, còn nếu mà em khi mà em trưởng thành có gia đình riêng thì em vẫn đảm bảo được cái việc là một tuần hoặc là hai tuần con về thăm gia đình khoảng 2-3 lần gì đó, thì mình có thể sắp xếp điều về hình thức. Thứ nhất là thời gian di chuyển nó nhanh, cái thứ hai là bạn đó có thể chủ động được, thì cái vấn đề yêu xa lấy chồng xa thì hai bạn em nghĩ là thỏa thuận được, chứ không phải là cứ gò bó bắt ở rễ. Rồi ngoại hình thì sao này, cụ thể về ngoại hình là mình có cái mẫu mẫu hình nào hay là người nổi tiếng nào mà mình cảm thấy là mình thích cái ngoại hình như vậy, còn chiều cao của bạn nam thì phải như thế nào thì ok? Hiện tại là em cao 1m6 thì em mong muốn là bạn trai của em thì từ 1m6 trở lên thì được rồi. Em thì chú trọng khá là nhiều về thể lực, giống như là ngoại hình bên ngoài, như là chàng trai đó ít nhất là cũng phải cao 1m6 trở lên. Cái thứ hai là đô con một chút để có cảm giác như mình được bảo vệ và che chở. Rồi ok. Rồi mình hoạt động đoàn, rồi mình từng làm MC là mình có thể hát hò là được đúng không? Ừ, dạ được chị. Rồi ok. Hôm nay thì sẽ là cái vòng casting đầu tiên thôi. Khi mà chương trình lựa chọn bạn này cũng như là tìm được người phù hợp cho mình thì sẽ có biên tập giới thiệu lại giùm chị nhé. Dạ, em tên là Nguyễn Thị Lệ Hạ, sinh năm 1990, quê ở Bình Thuận, hiện đang làm giúp sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Mình ở đâu em? Dạ ở Gò Vấp ạ. Mình sống với ai em ơi? Dạ hiện tại thì em đang ở trọ với em trai. Đang bên dậy sao em? Dạ em dậy ở Gò Vấp, trường mầm non Tâm Toàn Cầu. Giới thiệu về điểm mạnh điểm yếu của mình ha. Điểm mạnh là những cái mạnh của mình, hát hò nhảy múa nấu ăn cái gì mà cũng biết gì đó. Em thì hát được, thích nấu ăn. Hát được hả? Hát cho chị vài câu nha. Dạ hiện tại thì đang em đang bị ho, đang đau họng quá chị. Một vài câu chị không có kêu hát nhiều. Kêu cái em quên mất không biết hát về gì nữa. Hát được rồi, còn điểm mạnh gì nữa? Dạ nấu ăn. Rồi còn không nè. Dạ chắc là đấy là hay lắm đúng không? Có thể làm mấy cái đồ mà hay ép này kia để cho các bé chơi đúng không? À dạ cái đó thì em có thể làm được nhưng mà không có khéo tay lắm hả? Có thể làm được là hay rồi. Rồi điểm yếu của mình là gì? Điểm yếu của em là hơi bị tự ti á chị. Em đã từng ly hôn. Ly hôn rồi à? Dạ. Rồi mình có cháu nào không em? Dạ, dạ không chị. Em có đây 6 năm. Ly hôn cách đây 6 năm. Vậy là em lấy chồng năm bao nhiêu tuổi? Năm 25 tuổi. Rồi lý do thì sao mình ly hôn? Ủa mình cưới được bao lâu thì ly hôn em? Dạ tụi em sống với nhau được mà. Cưới nhau 6 tháng rồi là ly hôn rồi. Dạ. Là về vấn đề mẹ chồng nàng dâu hay sao em? Dạ đúng rồi, vấn đề
hai bên gia đình nữa. Nói chung là người lớn, còn tại vì em là nhưng nghe lời mẹ quá cho nên là tụi em cũng dừng lại. Cái chị một cái chủ ý, cái chồng em lời mẹ là nghe lời như thế nào để nó có em coi, ví dụ như người sau, ví dụ chị giới thiệu nó ở mức độ nào thì là em cảm thấy là không đó. Tại vì chồng em á, mẹ chồng em á kiểu là không ưng em, xong rồi là muốn con của mình là dừng lại á, chồng em là nghe lời, trong khi đó là em đã năn nỉ chồng là nếu mà không ở được với ba mẹ thì thôi chồng dọn ra riêng để từ từ mà từ từ rồi thuyết phục hai bên gia đình sau, nhưng mà chồng em không có đồng ý, đó là chắc là anh phải với em phải dừng lại để anh về sống với ba mẹ anh, báo hiếu cho ba mẹ anh. Ủa nhưng mà lý do tại sao lại không ưa em á em? Dạ tại vì em thì em không có làm được nghề nông á, mà mẹ chồng em thì muốn con dâu là phải làm nông. Đạt mà hồi trước ấy, khi mà em tìm hiểu thì em có biết cái điều đó không á? Dạ không, lúc mà tìm hiểu thì chồng em nói là anh chỉ cần một người biết nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa để phụ má anh làm việc thôi. Khi cưới nhau giờ rồi xong là ba chồng mới nói là không lẽ giờ má chồng con ra làm ở ngoài ruộng mà con ở trong nhà thì cũng khó coi quá. Thôi con ra con phụ má được gì thì phụ. Mà tại vì từ nhỏ tới lớn là em không có làm nông được. Xong rồi bắt đầu mẹ chồng càng ngày càng thấy không hợp, không thích nữa. Rồi kiếm chuyện này kiếm chuyện nọ đủ thứ á. Vậy là sau 6 tháng là chia tay luôn. Dạ. Là em quen bao lâu mà em tiến đến kết hôn vậy? Dạ chắc tầm 5-6 tháng á chị. Trời ơi. Ok. Rồi ly hôn 5 năm qua, 6 năm qua chứ, thì em có tìm ai yêu thêm ai không? Dạ cũng có một người, xong rồi người ta kiểu người ta cũng thấy em ly hôn rồi á, người ta cũng không có thích lắm, gia đình người ta cũng dạng khó khăn á, là không muốn con trai người ta lấy gái đã có chồng rồi, nên là thôi tụi em cũng thôi luôn, là giờ em không quen ai hết. Lâu em quen người sau á được bao lâu? À, quen được 2 năm, lúc đó là em mới lên Sài Gòn á, là em quen bạn đó. Được 2 năm mà cho như vậy thôi rồi em dừng đó dừng. Dạ, tại vì cái lúc đó là người ta nói là gia đình anh á, thì hồi trước tới giờ là không có như vậy hết. Bây giờ anh mà cưới em á, thì em đã đám cưới một lần rồi, không biết là gia đình em có tổ chức đám cưới cho em hay không. Rồi nói những cái câu mà làm cho mình bị tự ti á chị. Xong rồi là nên thôi em dừng lại. Và bạn đó cũng có người khác, chắc là bạn đó có người khác nên bạn đó kiếm chuyện. Là sau khi chia tay mới biết bạn có bạn khác hả? Dạ đúng rồi, sau khi chia tay thì bạn đó quen cái bạn làm chung công ty luôn. Rồi hình như hai bạn bây giờ là đã kết hôn rồi. Ok. Rồi bây giờ mình muốn mẫu người như thế nào à, Hạ ơi? Dạ. Một người đàn ông trước mắt thì cao hơn em, có nghề nghiệp ổn định, đủ đảm bảo để cuộc sống của vợ con. Một người em rồi định là ổn định là thu nhập bao nhiêu, em cho chị cái mức luôn đi ha. Nếu mà đàn ông mà sống ở Sài Gòn thì chắc là phải tầm trên 10 triệu. Rồi, cao thì sao, em nói cao hơn em là cao bao nhiêu được? Cao hơn em thì tầm 1m7. Em cao 1m5. Dạ em cao 1m6. Rồi 10 triệu trở lên thì đủ đúng không? Rồi
Rồi về diễn tả cho chị một xíu ha, để chị nhìn bằng mắt thường nè, là chị thấy được là cái anh đó là ảnh phù hợp với em. Ví dụ như là tóc, tai, mặt, mũi, miệng, tay chân, da, tóc đồ. Dạ cái đó thì em dễ tính, nếu mà mình chuyện tóc tai mình có thể thay đổi được, em cũng không quan trọng mấy cái chuyện đó. Chủ yếu là tấm lòng người ta như thế nào thôi à. Ok chị, hậu chị sẽ, nhưng mà em cũng phải nói là người đó mập hay ốm hay như thế nào đó. Chứ mà ví dụ dạ mập hay ốm ha, em thích là vừa vừa mập mẫm mỉm là được rồi, không ốm quá cũng không mập quá. Em rồi có cái gu nào nhất định không em? Ví dụ như anh Quyền Linh hay là anh Bình Minh hay là ai chẳng hạn, thì chị nhìn vô chị còn biết cái gu em là gì. Chứ mà bây giờ em cứ nói chung chung thì chị chẳng lẽ chị ghét ai cũng được, cũng kỳ ha. Dạ anh Quyền Linh cũng được, mọi người đàn ông của gia đình. Rồi nghề nghiệp nghề miễn sao là xin mời chịu thì chị ok rồi. Tuổi thì sao em ơi? Bạn tuổi thì hơn tuổi của em, hơn từ 2 tuổi là được không? Gọi nhỏ hơn em được không? Nhỏ hơn em thì em sợ người ta không chịu em thôi chứ. Không, chút đi nè, chứ chị không hỏi người ta đâu. Chị ta giờ sẽ dạ. Cách nói nhỏ hơn cũng được, nhưng mà nhỏ ít thôi, tầm 1 tuổi đến 2 tuổi thôi. Tại vì phụ nữ mình sau này sẽ già hơn đàn ông nhiều lắm. À, cái anh đó anh cũng ly dị như em vậy. Em con thì em ok không? Nếu mà ly hôn rồi, đã có con rồi hả chị? Ừ. Nếu với điều kiện là anh đó ảnh tốt chứ không phải là em sợ là những người ly hôn rồi á là có vấn đề giống như kiểu chồng của em, nên em không có niềm tin nhiều giống đó. Ly hôn là ly hôn do không hợp nhau chứ không phải là gì ly hôn về vấn đề là nghe lời mẹ giống như chồng em đúng không? À đúng rồi.